Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023, Hội nông dân xã Quang Húc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Hà Mạnh Cường, huyện ủy viên, chủ tịch Hội nông dân huyện, đồng chí Trần Công Chính, huyện ủy viên, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện, đại diện lãnh đạo ban tổ chức, ban dân vận huyện ủy, các ủy chính quyền địa phương và 85 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1000 hội viên nông dân trên địa bàn xã. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội nông dân xã Quang Húc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, hội phối hợp triển khai được 8 buổi tuyên truyền về kinh tế sản xuất nông nghiệp cho gần 280 lượt cán bộ, hội viên và nông dân tham gia. Phối hợp với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện triển khai được 4 buổi tuyên truyền về kinh tế tập thể cho trên 280 lượt cán bộ hội viên và nông dân tham gia. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được các tri hội và hội viên tích cực hưởng ứng. Trung bình mỗi năm có gần 450 hộ hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm tỷ lệ 70% tổng số hộ, vượt 10% chỉ tiêu cấp trên giao. Số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi trung bình đạt gần 280 hộ, vượt hơn 12% chỉ tiêu. Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như mô hình nuôi gà thả vườn, nuôi bò thịt, sản xuất gỗ bóc, mô hình sản xuất trồng cây dưa chuột nhật xuất khẩu. Phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia, thông qua các phong trào cán bộ, hội viên và nông dân trong xã đã ủng hộ, đóng góp trên 2,5 tỷ đồng và hiến hơn 5.000 mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng. Công tác phát triển hội viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 21 hội viên mới nâng tổng số hội viên nông dân toàn xã lên 990 hội viên. Ngoài ra hội đã tích cực chủ động khai thác các nguồn vốn, như xây dựng quỹ hội trên 55 triệu đồng tăng 20 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thông qua vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho 4 tổ tiết kiệm và vay vốn do hội quản lý, với tổng dự nợ trên 3,4 tỷ đồng giúp đỡ 123 hộ hội viên nông dân có vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong 5 năm qua, Hội đã cung ứng gần 170 tấn phân NPK lâm thao chậm trả giúp các hộ gia đình có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Các phong trào thi đua của hội ngày càng được đẩy mạnh góp phần và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người nông dân. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao không ngừng phát triển, hàng năm có trên 95% hộ nông dân đạt gia đình văn hóa. Những phong trào, hoạt động của hội đã góp phần tăng tỷ lệ hộ giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 3,48% giảm 0,54% so với đầu nhiệm kỳ. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến tham luận tại đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại hạn chế. Từ đó đề xuất các giải pháp hoạt động hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội nông dân xã Quang Húc tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phù hợp với nguyện vọng của hội viên, nông dân phát huy vai trò trách nhiệm của hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Phấn đấu kết nạp được 35 hội viên trở lên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể mở hai lớp đào tạo nghề cho hội viên. Tỷ lệ hội viên đàn danh hiệu gia đình văn hóa trên 95%, phối hợp xây dựng, thành lập một hợp tác xã và một chi hội nghề nghiệp. Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí vào ban chấp hành hội nông dân xã Quang Húc khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu hội nông dân huyện Tam Nông.